thầy bảo không có gì đâu, tí nữa bà chưa chưa con đưa nó ra chơi đi chơi mình coi là bà biết là ở sáng nay nó bận. Nếu có bận gì nhiều không tí con đưa mẹ ra chơi xong đặt lấy lên xong rồi chiều lúc nào chị đưa ra xong con xin giấy tờ của chị xong rồi con xin theo các chủ đây là con xin ở dưới nhà đấy là do mẹ mẹ gật đầu thì con dám đấy. Bỏ phen con